Kinh văn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi A Nan: "Hay thay, hay thay. Như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp, nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho ông biết." A Nan và đại chúng kính dâng lời dạy của Phật. Giảng giải. A Nan thưa rằng: "Ông muốn cho các chúng sinh trong đời mạt pháp không lưu sụt tâm Bồ đề. A Nan muốn cho họ có được niềm tin kiên định, nguyện sẽ hộ trì Phật pháp, tu học Phật pháp và không bao giờ thối thất tâm Bồ đề. Nhưng làm sao để A Nan giúp cho họ làm được như vậy?" Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe A Nan hỏi như vậy, Ngài rất hoan hỷ. Đức Phật an trú trong cảnh giới như như bất động, nhưng khi có người phát tâm hộ trì Phật pháp và giúp mọi chúng sinh thành Phật, dù sao cũng làm cho Ngài vui. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi A Nan: "Hay thay, hay thay." Đức Phật hài lòng: "A Nan, ông rất tốt." Ngài khen ngợi A Nan hai lần. Như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp. Ông muốn cứu giúp chúng sinh trong đời mạt pháp đang bị chìm dần trong nước và lửa. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho ông biết. A Nan và đại chúng kính dâng lời dạy của Phật. Khi họ nghe Đức Phật đồng ý sẽ giảng pháp, niềm vui của họ càng lớn hơn. Có lẽ Đức Phật nói rằng: "Các ông muốn nghe điều này chăng?" Mọi người đều trả lời không do dự: "Chúng con muốn nghe, chúng con muốn nghe." Khi các tà sư giảng dạy giáo thuyết của họ, đề tài duy nhất là tham dục. Những điều họ trình bày là trái đạo lý. Điều này quý vị nên phân biệt một cách rõ ràng. Đôi khi các vị Bồ Tát cũng dùng lòng từ, ái ngữ và tâm bảo hộ để dạy chúng sinh, vì họ biết rằng chúng sinh đang chìm đắm trong ái dục. Mọi chúng sinh đều có vọng tưởng về ái dục. Thế nên các vị Bồ Tát không mong họ cắt đứt ngay tâm tham luyến ái dục tức thì, mà các ngài dùng mọi phương tiện để đưa chúng sinh vượt qua và từ bỏ ái dục. Rồi mỗi chúng sinh tự đặt một điểm dừng cho chính họ. Đây là trường hợp của các vị Bồ Tát, hoàn toàn khác với cách làm của tà sư ngoại đạo. Có lần Bồ Tát Quán Thế Âm hóa thân thành người bán cá. Ngài là người phụ nữ rất đẹp, đi khắp làng với rổ cá. Trong làng không ai tin Phật, nhưng khi những người trai trẻ trong làng nhìn thấy cô gái bán cá này, họ đều ham muốn cô. Ngôi làng không rộng, nhưng có ít nhất 100 người đàn ông ở đó, và ai cũng muốn cưới được cô gái này làm vợ. Bồ Tát Quán Thế Âm với rổ cá trên tay nói rằng: "Các ông quá nhiều người, tôi không thể cưới hết 100 người được. Nhưng tôi nghĩ ra một cách để chọn ra một người trong các ông làm chồng. Tôi sẽ cưới người nào trong số các ông đầu tiên tụng thuộc lòng Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa. Các ông hãy về nhà học, hạn cho các ông 3 ngày. 3 ngày sau, có đến 40-50 người thuộc lòng kinh này. Người phụ nữ bán cá nói: "Vẫn còn quá nhiều người, dù các ông đã đủ điều kiện, nhưng tôi không thể nào lấy cả 50 người làm chồng. Bây giờ các ông hãy trở về nhà và học thuộc lòng kinh Kim Cang. Tôi sẽ kết hôn với người nào đầu tiên học thuộc lòng kinh này trong vòng 5 ngày. Thế là 50 người đổ đầu này trở về nhà và bắt đầu học kinh Kim Cang. 5 ngày sau có được 20 người thuộc lòng kinh. Người phụ nữ bán cá nói: "Vẫn còn quá nhiều người, tôi không thể kết hôn với tất cả được. Tôi có một điều kiện khác. Ai có thể thuộc lòng kinh Pháp Hoa trong vòng 7 ngày thì sẽ xứng đáng làm chồng tôi." 20 người đàn ông trở về bắt đầu học kinh Pháp Hoa. 7 ngày sau còn một người đàn ông thuộc được kinh này. Anh ta có tên là Mã, xuất thân từ một gia đình giàu sang. Thế là một đám cưới linh đình diễn ra và mọi người trong làng được mời đến dự. Đêm đó sau khi tiệc xong họ ra về, nhưng ai biết được rằng cô dâu lên cơn đau tim và qua đời một cách đột ngột. Và chú rể đã uổng phí bao công sức. Chú đã học thuộc Phẩm Phổ Môn, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa mà chú vẫn chưa cưới được vợ.
Ngay sau đó, đám tang được cử hành. Một vị tăng xuất hiện trong đám tang với y ca sa màu tím. Vị tăng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Con dâu mới của tôi vừa qua đời đột ngột, chúng tôi làm lễ tang. Vị tăng đáp, trong quan tài chẳng có gì cả. Các ông làm đám cho ai? Hãy mở nắp quan tài ra mà xem. Thật vậy, trong quan tài trống trơn, họ đều kinh ngạc. Cô ta đi đâu? Hãy đuổi theo, bắt cô ta lại. Vị tăng bảo họ, cô ta là Bồ Tát Quán Thế Âm. Các người trong làng này không tin Phật, nên Bồ Tát đã hiện thành cô gái xinh đẹp để giáo hóa các ông. Vốn là những người vốn quá ham sắc để hiểu được Phật Pháp. Rồi cô ta ra đi. Khi chú rể tên Mã nghe vậy, anh ta từ bỏ mọi thứ trên đời rồi xuất gia. Sau đó, anh ta chứng quả vị thánh. Chuyện này có thật đã xảy ra ở Trung Hoa. Ha ha ha,